Hoặc vua hậu đã bị bắt giữ vì tội hành hùng con cháu hoàng tộc. Quất Từ nhìn thấy cậu gặp nạn cũng không thể ngồi yên được. Cô dùng một tấm lệnh bài đặc biệt để tiến vào trong hoàng cung gặp mặt thái tử điện hạ để cầu cứu. Và đương nhiên là không có bữa ăn nào miễn phí cả. Quất Từ sẽ phải dùng một điều gì đó để trao đổi. Trong lúc này, Hoắc vua hậu đang bị trói vào cây cột. Tên lính canh liên tục quất những đòn roi vào người cậu. Dù đã đánh cho mỏi tay thì Hoắc vua hậu vẫn chưa gục ngã. Tên đội trưởng thấy vậy đi ra ngoài đích thân dạy dỗ nam chính. Vương Thiếu Kiệt ngăn cản, hắn ta muốn cho cậu được trải nghiệm cực hình trên các cây cột trụ ngay lập tức. Bằng Bích Đế Hoàng Hạt muốn dạy dỗ cho đám người kia một trận, nhưng cậu đã ngăn cản lại. Ngay khi bấm nút khởi động, rất nhiều thanh kiếm nhô ra ngoài và đâm xuyên qua hai cánh tay. Thấy cậu gào thét đau đớn, tên kia cùng đàn em càng thêm vui sướng. Nhưng còn chưa cười được quá lâu thì mặt mày đã tái nhợt đi vì lo lắng. Nguyên nhân là Kính Hồng Trần đã đi tới. Ông ta chào hỏi Vương Thiếu Kiệt bằng cách tặng cho một vả vào mặt, làm cho hắn lăn vài vòng dưới đất. Hóa ra cậu đã phát hiện ra Kính Hồng Trần đang đi qua đây nên mới không để cho Băng Bích Đế Hoàng Hà ra tay. Kính Hồng Trần cực kỳ phẫn nộ vì hành động tàn nhẫn của bọn chúng. Tuy nhiên, Vương Thiếu Kiệt không những không biết điều mà còn ngông cuồng. Hắn tự tin cho rằng mình là con cháu hoàng thất, cho dù ông là đường chủ của Minh Đức Đường thì làm gì được hắn. Lời vừa mới dứt thì đã bị cắt ngang, Quất Từ bất ngờ dẫn theo một đội vệ binh đi tới. Ngồi trên ghế đi phía sau là thái tử của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đám lính vệ binh lập tức tái mặt, trách nhiệm của bọn họ là duy trì trật tự hoàng thất, mà bây giờ lại tự ý xen vào chuyện của học viện. Đây chính là đang lợi dụng quyền lực để báo thù cá nhân, không làm đúng trọng trách. Thế là tên thái tử ra lệnh xử lý những tên lính vệ binh. Lần lượt từng người đều bị một cường giả phong hào Đô La thần bí hạ sát. Riêng Vương Thiếu Kiệt thì thê thảm hơn, hắn ta bị giã một trận lên bờ xuống ruộng. Rất may là Kính Hồng Trần đã lên tiếng dừng tay trước khi gã bị đưa xuống đất mẹ. Mọi chuyện ở đây đã giải quyết xong, Hoắc vua hậu được đưa về trị thương. Sau khi biết chuyện, thái đầu lập tức chạy đến xem tình trạng. Lần này trách nhiệm thuộc về học viện nên hắn không ngần ngại chất vấn Kính Hồng Trần. Ông ta cũng biết mình đã để xảy ra sai sót nên cũng muốn bù đắp. Tên Vương Thiếu Kiệt đó đã bị ông khai trừ khỏi học viện rồi, hắn có yêu cầu gì thì ông sẽ đền bù. Thái đầu trong lúc tức giận đã lên tiếng ủy hiếp rằng Sử Lai Khắc sẽ không bỏ qua. Rất may là Hoắc vua hậu đã lên tiếng ngắt lời. Bây giờ mà xảy ra xung đột thì rất có thể hai nước sẽ nổ ra chiến tranh. Lúc đó sẽ có rất nhiều người dân vô tội thiệt mạng. Hòa giải được trong yên bình vẫn là cách tốt nhất. Cậu được đề nghị sau khi hồi phục hãy đi theo Hiên Tử Văn vào Minh Đức Đường học tập. Việc được tiến vào Minh Đức Đường học tập cũng là một cơ hội tốt đối với cậu. Với Kính Hồng Trần thì đây là một điều bất đắc dĩ. Lỡ như Hoắc vua hậu lại xảy ra chuyện gì nữa thì bọn họ sẽ càng bị động. Chi bằng để trước tầm mắt trông giữ cho thỏa đáng. Điều quan trọng hơn là địa vị của học viện đang bị Thái tử Điện Hạ uy hiếp đến. Hành động của Thái tử vừa rồi chính là đang muốn thể hiện quyền lực, ép học viện phải chọn phe. Nửa đêm đang ngủ, Quất Từ bất ngờ đi vào trong phòng Hoắc vua hậu rồi khóc nức nở. Trong lòng nàng ta có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra ngoài. Lần này đến đây là để từ biệt. Trước đó Quất Từ từng đến cầu cứu thái tử, chấp nhận khai cho hắn để cứu Hoắc vua hậu. Qua ngày hôm sau, Quất Từ đã nghỉ học, rời khỏi học viện, còn Hoắc vua hậu thì tiến vào Minh Đức Đường, tiếp xúc với thế giới hồn đạo khí tân tiến hơn. Chỉ riêng cánh cửa tiến vào bên trong đã có vô số cơ quan, đội chi tiết cực kỳ cao. Trình độ so sánh đã vượt qua hồn đạo hệ của học viện Sử Lai Khắc rất nhiều. Toàn bộ đại lục chỉ có 9 hồn đạo sư cấp 9, Hiên Tử Văn đang là cấp 8. Chỉ cần thiếu một chút nữa là đạt tới cấp 9 rồi. Quang cảnh bên trong khiến nhiều người lần đầu bước vào phải trầm trồ. Kết cấu của Minh Đức Đường phức tạp, giống như đang đứng bên trong một món hồn đạo khí vậy. Mỗi khâu đều có người điều khiển, đảm bảo nó liên tục vận hành. Hoắc vua hậu được bố trí một nơi làm việc, ngày ngày tập luyện chăm chỉ. Chỉ sau nửa năm học tập ở Minh Đức Đường, cậu đã thăng lên tới hồn đạo sư cấp 6, có thể chế tạo hồn đạo khí cấp 6 rồi. Đồng thời còn thông hiểu tất cả những gì học được. Vui mừng vì thành quả này, cậu lập tức muốn đi ra ngoài kiểm tra món hồn đạo khí mà mình mới chế tạo. Nhưng vừa mới chạy ra ngoài vài bước thì đầu óc đã đau đớn, điềm báo cho nguy hiểm sắp xảy ra. Cậu lập tức sử dụng tinh thần lực dò xét xung quanh. Bất ngờ dưới mặt đất đã được bố trí nhiều quả bom. Chỉ còn vài giây nữa là phát nổ. Dù đã lên tiếng báo cho mọi người biết thì cũng không kịp nữa. Rất nhanh sau đó, những quả bom cũng đồng loạt phát nổ. Cậu sử dụng ra băng hoàng hộ thể nhưng dư chấn vụ nổ lại quá mạnh mẽ.
cuối cùng thì vẫn bị đánh bay đi. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hoắc Vũ Hạo liệu sẽ gặp nguy hiểm gì? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.